Chương 106. Chân tà thần giáng lâm. Các bạn đang nghe truyện tại anime.review47. Chủ chống trời rung động, xuất hiện vô số vết nứt và một hơi thở cực kỳ kinh khủng lan ra từ đó. Sợ hãi, tất cả những người hiện diện đều lần lượt tránh xa trong thời gian đầu. Không lâu sau đó, họ đã rời khỏi phạm vi của cột chống trời và nhìn xung quanh với sự kinh ngạc và nghi ngờ. Hồ ca, đó có phải là ông chủ không? Nhóm người của đế quốc Lam Tinh cũng rời khỏi cột chống trời và nhìn về hình dáng đứng thẳng trên bầu trời, không dám chắc chắn. Cố Trường Thanh, trong bộ trang phục của đế quốc ni hoàng đế có giọng điệu hoàn toàn khác có lẽ không phải trương hổ cũng không dám khẳng định đó là cố trường thanh nếu nhầm người sẽ rất bối rối tây vệ nói nếu không phải với sức mạnh của hắn ta có thể đối đầu với ông chủ yến vô song nói hy vọng không phải là kẻ thù của chúng ta nói thế ông chủ sao vẫn chưa tới triệu phong gật đầu ông chủ cũng sắp tới rồi liệu đối phương có phải là kẻ thù còn phải nhìn vào thái độ của hắn thể trạng gần như phục hồi đến đỉnh cao yến vô song nói dưới cột trống trời này có vẻ như có một sức mạnh mạnh mẽ sắp xuất hiện biểu thị rằng nguyệt tinh cổ này thật sự đầy bí ẩn thần vũ ngạo thiên bị cố trường thanh tiêu diệt trong lòng anh ta thật sự thỏa mãn ồ dù dưới đó có chứa điều gì đi nữa chúng ta vẫn còn quá yếu trương hổ thở một hơi dài ta cảm thấy việc tập trung vào việc tu luyện chính mình có thể mang lại những điều bất ngờ hầu vương nói như vậy nó không có suy nghĩ vô nghĩa hầu vương chủ yếu tu luyện đại thánh bóng tối mặc dù không quá nặng nhưng nó có thể tăng sức chiến đấu của anh ta cùng với sự tăng trưởng chỉ số tiềm năng của mình hơn nữa khi tu luyện chỉ số tiềm năng tổng số thần văn của bản thân cũng được tăng cường cho nên anh ta mới có thể nhanh chóng đạt đến chỉ số tiềm năng tám nghìn sao hầu vương nói đúng tiếp theo chúng ta nên thử tu luyện thần văn của chính mình nếu có thể tiến hóa giống như anh thì tốt quá tây vệ phần nào đồng ý với lời anh ta và nói ta thậm chí nghi ngờ việc tu luyện thần văn từ bên ngoài là một con đường sai lầm sự tiến hóa của hầu vương đã khiến chúng ta có cảm giác như vậy thần văn tỉnh thức chắc chắn không phải là điều bình thường bây giờ chúng ta có suy nghĩ như vậy vẫn chưa muộn trên vòng tròn huyết nguyệt thúc đẩy sự tỉnh thức của thần văn và sự tiến hóa của mọi vật đều chứa đựng bí mật vô cùng to lớn các bạn đang nghe chuyện tại anime review 47 vì sự xuất hiện của cố trường thanh một người khác biệt đã thu được nhiều bộ trụ đế mạnh mẽ từ đế quốc cũ và tất cả đều là các bộ trụ đế cấp cao vì sức mạnh mạnh mẽ của những bộ trụ đế này họ đã lạc lối và bỏ qua việc tu luyện thần văn giả của chính mình không nói quá trong những năm qua nếu họ đã liên tục tu luyện thần văn giả của chính mình dù không thể sánh ngang với hồ vương nhưng chắc chắn cũng sẽ không yếu đi nhiều cố trường thanh cũng đã đi sai con đường mặc dù cũng xem mê sức mạnh của các bộ trụ đế anh ta đã đi vào một con đường tiến hóa sai lầm tuy nhiên con đường anh ta đã chọn cũng không hoàn toàn sai vì bộ trụ đế cố trường thanh của anh ta đã gắn kết với bộ thần văn giả của anh ta bao gồm hình thần tu la kỳ lân hắc long du khí nha hữu tử thần và bạch hổ đó là thần văn giả của anh ta chỉ là được gắn kết không bị hòa nhập do đó tiềm năng tăng trưởng của cố trường thanh thông qua bộ trụ đế của mình rất cao đạt đến cấp độ 50, và anh ta sẽ đối mặt với một cuộc chiến đáng sợ. Khi đó, sau này, bộ trụ đế hậu ảnh của Hắc Long sẽ bị thống trị bởi Hinh Thần, Tula, Kỳ Lân, Hắc Long, Hải Lân, Du Khí, Tử Thần và Bạch Hổ. Và bộ Thần Văn Giả Quỷ Tổ Lạc Họa của anh ta có thể đứng đầu trên 8 bộ trụ đế trên. Hiện tại, Cố Trường Thanh có thể sử dụng 31 đạo ma Văn Tula, chỉ khi hoàn toàn sử dụng được cả 99 ma Văn Tula mới có thể kích hoạt thần ma cấp tổ trong bộ Thần Văn Giả. Ồ. Trong khi họ đang trao đổi ở phần dưới của trụ đế một âm thanh nổ đột ngột vang lên như một cú sốc kinh ngạc sau đó cả trụ đế tan nát đá vụn bay lượn trong không trung trụ đế khổng lồ cuồn cuộn sụp xuống đáy biển thật có một mối nguy lớn đang xuất hiện các nhà thần văn hiện tại đã thấy cảnh này và tiếp tục rời xa khu vực này sợ bị ảnh hưởng cố trường thanh tĩnh lặng nhìn khi những tảng đá khổng lồ bay tới chỉ cách anh một mét thì bị một lực lượng vô hình tấn công và tan nát ừ. lồng trong khoảnh khắc đó một tảng hắc đậm vô cùng mạnh mẽ bùng phát từ dưới đáy biển chỉ trong chớp mắt kinh dạ khuyên cơ đã vươn lên ở đỉnh trời cao đó là một linh thú, các nhà thần văn giả từ xa quan sát, nhìn vào phía trên đỉnh trời xa xăm, toàn thân phủ đầy hắc ảnh, hình dạng uy nghiêm, không không cảm thấy kinh ngạc. Khi mây hắc tan biến, một người đàn ông tóc dài màu hắc, gương mặt cực kỳ sắc sảo, quyến rũ vô cùng, mặc bộ trang phục màu hắc, hiện ra. Anh ta nhìn quanh xung quanh, nhìn vào các nhà thần văn giả từ xa, mỉm cười tà mị, rồi ánh mắt rơi vào Cố Trường Thanh, nói nhẹ nhàng: "Làm sao mà ngươi làm cho nó nhận chủ nhân?" Người khác nghe mà không hiểu nhưng cố trưởng thanh biết đối phương đang nói về dấu hiệu kỳ lạ trong lòng bàn tay mình nói nhẹ nhàng liệu ngươi có biết nó đến từ đâu không đương nhiên biết nếu những ngày xưa không phải tộc của chúng ta bị nó tấn công dễ dàng như thế làm sao mà lại bị một tộc nhỏ yếu như vậy áp bức và phong ấn đây chính là sự nhục nhã lớn nhất của tộc ta suốt từ xa xưa đến nay khi nói đến cuối cùng ánh mắt hắn lộ ra ý muốn giết chóc đáng sợ ngày xưa con vật ấy đã muốn tiêu diệt hết chúng truy đuổi đến thiên hà này sau đó họ cũng không biết tại sao con vật đó sau khi đến thiên hà này đột ngột rời đi thật không ngờ thần ta chân lại không thể ngờ rằng nó sẽ nhận chủ nhân là một sinh linh quá không đi theo quy luật cố trường thanh rất quan tâm và không vội vàng hành động nói nhẹ nhàng có vẻ như ngươi biết về nó đến từ đâu thành thật mà nói ta thực sự không biết nó đến từ đâu chỉ biết nó là một dấu hiệu kỳ lạ và mạnh mẽ làm sao mà ngươi có thể kiểm soát nó các bạn đang nghe chuyện tại anime review 47 cố trường thanh nhẹ nhàng nói kiểm soát nó không phải là điều dễ dàng đâu anh không giả vờ thời điểm đó nó thật sự bay đến trước mặt mình tự nguyện Cố Trường Thanh đã cố gắng che chắn bằng tay, nhưng sau một cảm giác cháy rực, nó đã biến thành một dấu hiệu kỳ bí trong lòng bàn tay anh. Cái đó hai người đang nói, đó là gì vậy? Phải, dường như chỉ có hai người họ biết, liệu giữa họ có mâu thuẫn từ trước? Các nhà thần văn giả và khán giả trong phòng chờ nghe cuộc trò chuyện của hai người, đầu óc đầy bối rối, thần tà chân cười lạnh. Ngươi thật kiêu ngạo, nhìn vào tình trạng của ngươi, dường như ngươi không thể khai thác ra ngay cả một phần triệu của sức mạnh của nó. Nếu hôm nay không diệt ngươi ở đây, thì tương lai sẽ gặp tai họa là tộc của ta những gì hắn nói cũng là sự thật hắn đã trải qua trực tiếp sức mạnh kỳ lạ và đáng sợ của dấu hiệu kỳ lạ đó dưới sức mạnh đó cả tộc họ cảm thấy tuyệt vọng tột cùng không thấy một chút hy vọng nào để chiến thắng được đối thủ ngươi có tự tin mà diệt ta sao từ đầu đến cuối cố trường thanh luôn tự tin và thoải mái ở trên hành tinh này dù đối phương đã phá vỡ phong ấn nhưng cũng chỉ là khoảng cấp 40. mươi cố trường thanh người có thể sử dụng 31 mạch tu la dù đối phương có đế chiêu với trăm tầng thậm chí 200 tầng anh cũng không sợ hãi